Thưa quý vị, sáng nay ngày 31 tháng 12, lượng hành khách di chuyển về các bến xe về quê nghỉ lễ Tết Dương lịch có tăng, song nhiều xe rời bến chỉ đạt có khoảng 70% số ghế. Trong khi đó thì tại giao đường cửa ngõ Vành đai 3 thì xảy ra tình trạng là ùn ứ giao thông, phương tiện di chuyển rất khó khăn. Ghi nhận sau đây của phóng viên chương trình. Bến xe khách Mỹ Đình, thống kê từ chiều ngày hôm qua 30 tháng 12 đến sáng nay, lượng khách hàng tăng 200% so với ngày thường. Tuy nhiên, bến này khẳng định vẫn chưa phải điều xe tăng cường. Trong khi đó, tại bến xe phía Nam, trong sáng lượng hành khách cũng khá vắng. Dù có tăng hơn so với những ngày trước đó, nhiều lái xe doanh nghiệp vận tải cho biết lượng khách hàng chỉ đạt 70-80%. Lượng hành khách so ngày thường thì cũng tăng lên. Ví dụ ngày thường được 5-10 người thì đợt này thì xe nào ra thì xe 29 chỗ thì được 25-27 người. Nói chung là cũng vừa là rất là hợp lý. Và hiện nay cũng thực hiện là văn minh xe khách cũng chỉ chở đủ ghế và xuất bến thôi, chứ không có xe nào là chở thừa, cái không cảnh là như ở chen chúc như ngày mấy năm trước. Hiện nay thì khách là lượng khách vừa đủ, cũng rất là đẹp. Thời điểm chiều qua đến hiện tại bây giờ thì cái lượng khách đến bến đi xe thì cũng tương đối là vắng. Nó cũng khác hẳn so với cả cái thời điểm trước dịch. Những cái ngày này thì lượng khách cũng sử dụng lượng xe cá nhân nhiều, thì đâm ra cái lượng khách đến bến đi xe khách này cũng rất là ít. Công ty cổ phần quản lý bến xe khách Hà Nội xác nhận, so với mọi năm thì lượng khách hàng giảm khá mạnh. Tuy có phục hồi so với thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19, nguyên nhân của tình trạng này là do lượng xe cá nhân gia tăng, cùng với đó là xe hợp đồng hoạt động tràn lan, mất kiểm soát. Chiều ngày 30 thì vào chiều ngày thứ 6 và cái lượng khách bắt đầu có cái sự tăng lên tại trên các bến xe của Hà Nội. Và theo kết quả thống kê vào ngày hôm qua thì cái lượng khách đã tăng lên khoảng 200% và lượng xe tăng lên khoảng 15% so với cả ngày thường. Và nhìn chung là cái lượng khách, với cái lượng khách tăng lên và cái lượng xe hiện có của công ty đăng ký trên tuyến thì các lượng khách đi lại vẫn được đảm bảo về cái khả năng về vận chuyển và xe cũng chưa phải tăng cường một chuyến xe nào. Được biết sáng nay tình trạng ùn tắc giao thông cũng diễn biến khá phức tạp, các tuyến đường cửa ngõ hướng trung tâm thành phố đều xảy ra tình trạng ùn tắc, có những khu vực kéo dài 700 đến 800 mét.